Bản tin bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Truyền thông Thái Lan cho rằng quá khó để đánh bại Việt Nam ở thời điểm hiện nay. Tờ Sunboard của Thái Lan cho rằng hàng phòng ngự 3 người cùng với thủ môn Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam quá khó để đánh bại ở thời điểm hiện tại. Ở lượt trận diễn ra tối qua 19 tháng 11, tuyển Việt Nam đã để cho Thái Lan cầm hòa 0-0 trên sân nhà Mỹ Đình. Vẫn giống như những cuộc đối đầu trước đây, hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu quyết liệt, giằng co với nhiều tình huống ăn miếng trả miếng. Nhưng rất tiếc, không có bàn thắng nào được tạo ra bởi các cầu thủ của cả hai đội. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ thể thao nổi tiếng của Thái Lan Sunboard đã có những đánh giá xoay quanh trận đấu của hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Tờ báo này cho rằng hàng phòng ngự 3 người cùng thủ môn Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam quá khó để đánh bại ở thời điểm hiện tại. Tờ Sunboard đã viết như vậy. Tuyển Thái Lan đã cầm hòa 0-0 trước Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình. Mặc dù chỉ giành được một điểm, nhưng đây không phải là một kết quả tồi. Đặc biệt, nếu nhìn vào chặng đường còn lại của giải đấu này. Lần đầu tiên, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Thái Lan trước khi trận đấu bắt đầu. Nhưng với những kết quả không tốt gần đây của Voi Chiến, thì rõ ràng Việt Nam đang mạnh hơn Thái Lan. Tuy nhiên, trận đấu tối qua diễn ra rất giống những cuộc đối đầu trước đây của hai đội. Việt Nam dành sự tôn trọng rất lớn cho Thái Lan, mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các cầu thủ Thái Lan không thể xâm nhập và tạo nên sự khác biệt trước hàng phòng ngự 3 người của tuyển Việt Nam. Quả thật, đánh bại tuyến phòng ngự của Việt Nam là không hề dễ dàng. Tờ báo này nói tiếp, để đánh bại Việt Nam ở thời điểm hiện tại thật sự rất khó. Tuyển Thái Lan quyết tâm giành 3 điểm ngay trên sân của Việt Nam. Họ thi đấu quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội, đặc biệt là trong 10 phút cuối của trận đấu. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại bởi sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm. Thủ thành đang thi đấu cho Mong Thông United là nhân tố chính khiến cho Thái Lan không thể giành chiến thắng ở trận đấu này. Với một điểm có được, tuyển Việt Nam vẫn giữ vững ngôi đầu với 11 điểm. Trong khi đó, tuyển Thái Lan đã rơi xuống vị trí thứ 3 với 8 điểm sau 5 trận. Khi mở trận đấu trước đó, tuyển Malaysia đã đánh bại Indonesia 2-0 ngay trên sân nhà để vươn lên vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng. Còn cổ động viên Trung Quốc thì cho rằng 10 năm nữa chúng ta sẽ không còn theo kịp Việt Nam. Cổ động viên Trung Quốc tỏ ra vô cùng thất vọng khi đội nhà thi đấu kém thuyết phục ở vòng loại World Cup 2022. Tại lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã để đại kình địch Thái Lan cầm hòa trên sân nhà với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến thầy trò Mang Sơ không thể bứt phá trên bảng xếp hạng. Song vẫn hơn đối thủ 3 điểm trên bảng xếp hạng và vẫn rộng cửa vào vòng loại thứ 3. Nhằm ghi nhận tinh thần thi đấu và những nỗ lực của toàn đội trong trận đấu với Thái Lan, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã quyết định thưởng động viên tuyển Việt Nam 800 triệu đồng. Tuyển Việt Nam cũng đã nhận được 2,5 tỷ đồng cho chiến thắng 1-0 trước tuyển UE. Toàn đội cũng đã nhận được số tiền thưởng lên đến 3 tỷ đồng từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các nhà tài trợ sau khi có 2 chiến thắng trước Malaysia và Indonesia. Tổng cộng, huấn luyện viên Mang Sơ và các học trò đã nhận số tiền thưởng lên đến 6 tỷ đồng sau 5 trận đấu tại vòng loại World Cup. Trái ngược với thành tích ấn tượng của tuyển Việt Nam, Trung Quốc đã để Syria bỏ xa tới 8 điểm và gần như không còn cơ hội cạnh tranh vị trí nhất bảng A ở vòng loại World Cup 2022. Lúc này, mục tiêu của Trung Quốc đến với vòng loại thứ 3 World Cup bằng vị trí top 4 đội nhì có thành tích tốt nhất cũng trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Huấn luyện viên Lippi từ chức và chẳng ai dám chắc họ sẽ có kết quả tốt ở những vòng đấu tới đây để duy trì cơ hội đi tiếp. Trong khi tuyển quốc gia Trung Quốc gây thất vọng ở vòng loại World Cup, thì đội tuyển U23 cũng liên tiếp nhận những trận thua bạc nhược ở những trận thi đấu giao hữu gần đây. Hơn một tháng trước, U23 Trung Quốc từng để thua U23 Việt Nam 2-0. Ngay trên sân nhà, ở giải giao hữu được tổ chức ở Trùng Khánh mới đây, U23 Trung Quốc tiếp tục để thua 1-2 trước U23 Triều Tiên. Bình luận sau trận đấu tối qua, các cổ động viên Trung Quốc đã tỏ ra hết sức ngán ngẩm với phong độ tệ hại của bóng đá nước nhà trong thời gian gần đây. Dưới đây là một số bình luận trên trang Sina, tờ báo nổi tiếng hàng đầu của Trung Quốc. Một nhóm người hoàn toàn không có năng lực, chuyền ngắn cũng không xong, phối hợp không nổi. Thế mà cũng đòi mơ vé dự Olympic Tokyo, thật quá ảo tưởng. Trung Quốc hiện là cường quốc của thế giới. Mọi yếu tố đều thuộc top đầu, duy trì của bóng đá vẫn luôn tệ hại. Liên đoàn cần xem lại cách làm việc của họ. Cổ động viên có nickname Giang Song 456 đã cho biết. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Bắc Triều Tiên không phải một đội bóng mạnh. Vậy Trung Quốc nằm ở đâu? Một người khác đặt câu hỏi. Các cầu thủ Brazil đỡ bóng bật ra vài milimét. Các cầu thủ châu Âu là vài cm. Còn Trung Quốc đỡ bóng xảy ra cả mét.
Lim Nem Guli đã bình luận hóm hình: bóng đá Trung Quốc không dậm chân tại chỗ mà đang đi thụt lùi. 10 năm nữa, chúng ta sẽ không còn theo kịp nổi Việt Nam nữa rồi. Một người khác đã cay đắng nhận định như vậy. Còn báo Hàn Quốc thì tiếc nuối khi Việt Nam để Thái Lan cầm hòa trên sân nhà. Báo chí Hàn Quốc tỏ ra tiếc nuối khi tuyển Việt Nam không thể đánh bại đại kỷ lục Thái Lan trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022. Tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam và Thái Lan đã cầm chân nhau với trận hòa không bàn thắng, đồng thời ở trong tình thế hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như đội bóng có mang sơ vẫn giữ vững ngôi đầu của bảng G với 11 điểm sau 5 lượt trận, thì đội bóng xứ chủ vàng chỉ có được 8 điểm, tạm xếp thứ 3 và nhường vị trí thứ 2 cho Malaysia. Nhận định về kết quả của trận đấu siêu kinh điển của Đông Nam Á, truyền thông Hàn Quốc tỏ ra tiếc nuối cho thầy trò Bang Sơ khi không thể có trọn vẹn 3 điểm trước Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình. Tờ Sport Seoul viết: tuyển Việt Nam có Bang Sơ đã bị Thái Lan cầm hòa rất đáng tiếc trên sân nhà với tỷ số 0-0 ở trận đấu này. Ở trận đấu này, Thái Lan là đội tấn công nhiều hơn nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà Việt Nam, thậm chí đã bỏ lỡ một quả phạt đền. Ông Bang Sơ cho đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công đầy hiệu quả khi đã có 2 lần phá lưới Thái Lan, nhưng đáng tiếc trọng tài đã không công nhận. Việt Nam đã thể hiện rõ ý đồ muốn có chiến thắng khi lần lượt tung công Phượng, Anh Đức vào sân. Tuy nhiên, thế trận chặt chẽ khiến họ không có nhiều đất diễn. Bên kia chiến tuyến, Chanathip cũng không thể tạo ra được đột biến. Ông Bang Sơ thẳng thắn bày tỏ không hài lòng với quyết định của trọng tài: tôi không có thói quen phàn nàn quyết định của trọng tài. Tôi cũng xem lại bàn thắng của Tiến Dũng, có vẻ như đó không phải là một quyết định đúng. Do vậy, đó cũng là một quyết định khó khăn cho trọng tài. Không phải quyết định nào của trọng tài cũng chính xác. Trong khi đó, các cổ động viên của Thái Lan đều đồng quan điểm cho rằng Việt Nam đã quá may mắn khi không để thua trước đội bóng xứ chủ vàng. Cổ động viên có tên là Si Công đã viết: thật không thể tin nổi, tại sao Việt Nam lại may mắn một cách kỳ lạ đến vậy? Khó hiểu. Chúng ta không chỉ thực hiện hỏng quả penalty, thậm chí có cơ hội 10-10 ở những phút cuối trận, khi đối mặt với khung thành không có thủ môn cũng bị bỏ lỡ. Một ngày quá đen đủi với Thái Lan. Còn báo Thái Lan thì cho rằng tuyển Việt Nam dành sự tôn trọng nhất định cho Thái Lan, văn lâm như bạch tuộc khổng lồ. Tờ Sambot thừa nhận rằng tuyển Việt Nam quá khó bị đánh bại, dù đội nhà cũng bỏ lỡ cơ hội. Bên cạnh đó, họ cũng ví thủ thành văn lâm như bạch tuộc khổng lồ. Người Thái đã rất tiếc nuối khi không thể tận dụng những cơ hội trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam để có thể giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình. Trận hòa 0-0 trước Việt Nam khiến họ lâm vào thế bị động trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng G khi đang kém Việt Nam đến 3 điểm. Bất chấp sự tiếc nuối, tờ Sambot vẫn thừa nhận rằng tuyển Việt Nam quá khó bị đánh bại ở thời điểm hiện nay. Tờ báo này viết: tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Thái Lan trước trận đấu diễn ra. Trong bài viết khác, chuyên gia của tờ Sambot đã gọi thủ thành Văn Lâm là bạch tuộc khổng lồ. Vị này phân tích Văn Lâm là trụ cột của câu lạc bộ Mong Thông United. Thi đấu cho câu lạc bộ này, anh ấy chưa thực sự ổn định, nhưng khi khoác lên mình màu áo đỏ của tuyển Việt Nam, Văn Lâm đã trở thành linh hồn trong khu gỗ như con bạch tuộc khổng lồ. Cậu ấy đã từ chối nhiều tình huống 10-10 của Thái Lan và xứng đáng là người chơi hay nhất trận đấu. Vị chuyên gia này cũng cho rằng Thái Lan vẫn có chút e dè khi thi đấu ở Mỹ Đình. Tuyển Thái Lan không đủ can đảm để tấn công tới chết trên sân Mỹ Đình vì mục tiêu 3 điểm. Tôi hiểu được sự cẩn trọng ấy, bởi nếu rủi ro để thua trận, Thái Lan coi như hết hy vọng vì kém Việt Nam đến 6 điểm. Còn bây giờ, chúng ta vẫn còn hy vọng bởi chỉ kém Việt Nam 3 điểm, trong khi vẫn còn 2 trận đấu trên sân nhà gặp Indonesia và Malaysia. Sau đó, nếu không thua UE, chúng ta vẫn có thể đua tranh. Còn các cầu viên của châu Á tranh cãi dữ dội với kết quả của vòng loại World Cup 2022. Không có quá nhiều kết quả bất ngờ ở lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup. Tuy nhiên, đối với các cầu viên châu Á, vẫn có rất nhiều điều để nói sau lượt trận này. Trong khi đó, ở bảng G, những kết quả ở hai cặp nội chiến Đông Nam Á mang đến rất nhiều sự tranh cãi. Cũng tại fanpage chính thức của FIFA World Cup đã có hơn 8.000 lượt tương tác. Tranh cãi cũng nổ ra sau trận hòa không bàn thắng giữa Việt Nam và Thái Lan, đa phần hướng chỉ trích về phía trọng tài bởi chính quyết định từ chối bàn thắng của đội chủ nhà. Ông trọng tài đã có ít nhất 2 quyết định sai ở trận đấu này. Bàn thắng của Bùi Tiến Dũng là hoàn toàn hợp lệ. Đa phần các cổ động viên cho rằng Việt Nam xứng đáng có bàn thắng. Nhìn những con số thống kê thì Thái Lan có một trận đấu hay hơn Việt Nam. Chúng ta xứng đáng có nhiều hơn một điểm. Đó là nhận định của một số cổ động viên của đội khách Thái Lan. Còn báo nước ngoài thì cho rằng Văn Hậu là người hùng của tuyển Việt Nam.
báo chí nước ngoài đồng loạt ca ngợi hậu vệ người Thái Bình sau màn lăn xả trước cầu môn Việt Nam ở cuối trận đấu. Fox Sports Asia trong bài viết ngày 20 tháng 11 đã cho rằng Đoàn Văn Hậu là người hùng của Việt Nam với pha nhoài người và cản phá cú sút gần như chắc chắn trở thành bàn thắng. Đó là tình huống mà hậu vệ trái Việt Nam đã dùng đầu, thân mình, thậm chí cả mặt để chặn đứng nỗ lực ghi bàn của Thái Lan. Trong khi đó, tờ báo của Hà Lan đã ví dụ Văn Hậu như John Terry với nỗ lực cứu thua cho đội nhà, chả khác trung vệ đội tuyển Anh tại World Cup 2010. Cần biết, khu vực đầu và mặt là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh quan trọng. Dùng bộ phận này của cơ thể để chặn bóng là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, hậu vệ người Thái Bình dường như đã không quan tâm đến điều đó mà chỉ tập trung giữ sạch lưới cho đội nhà. Tờ Sina cũng có những lời đặc biệt tốt đẹp để ca ngợi hậu vệ trái của Việt Nam. Tuyển Việt Nam đã cho thấy sức mạnh thể chất của họ, đặc biệt là ở thời điểm cuối trận đấu. Những phút cuối cùng, Thái Lan vùng lên mạnh mẽ, đe dọa khung thành của Đặng Văn Lâm. Thế nhưng, Đoàn Văn Hậu với chiều cao 1m85 và đồng đội của anh vẫn tỏ ra quá khỏe để ngăn chặn mọi nỗ lực tấn công của Thái Lan. Ngoài Văn Hậu thì Văn Lâm là cái tên được báo chí nước ngoài đặc biệt để ý sau trận đấu tối qua. Người gác đền của Mong Thông United đã xuất sắc cản phá một cú đá phạt đền, cũng như hàng loạt tình huống dứt điểm nguy hiểm khác từ những chân sút xứ chủ vàng. Tân Hoa Xã đưa tin về trận đấu này đã viết như sau: Thái Lan được hưởng một quả phạt đền, nhưng thủ môn Việt Nam Đặng Văn Lâm đã có pha cứu thua xuất thần bằng cách sử dụng chiếc chân trái của mình để cản phá. Trong khi đó, trên trang chủ của mình, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đặc biệt khen ngợi tài năng thủ thành mang hai dòng máu Việt Nga. Thiraton thực hiện cú sút phạt đền, nhưng thủ môn Việt Nam Đặng Văn Lâm đã có pha cứu thua ngoạn mục, làm các khán đài ở Mỹ Đình như muốn nổ tung. Thời điểm cuối trận, Chanathip Songkhasin của Thái Lan đã có pha dứt điểm, nhưng Văn Lâm tiếp tục tỏa sáng bằng cách làm nản lòng tiền đạo đang khoác áo Sapporo của Nhật Bản. Như vậy, với trận hòa Thái Lan, tuyển Việt Nam vẫn thăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Kết thúc trận đấu gặp Thái Lan, thầy chó Mang Sơ đã có trận hòa 0-0 với tuyển Thái Lan trong trận đấu lượt về vòng loại World Cup. Dù hòa nhưng tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí đầu bảng G với 11 điểm. Malaysia xếp thứ hai kém hơn 2 điểm. Trên bảng xếp hạng của FIFA, ở trận thắng UE trước đó đã giúp Việt Nam được cộng thêm 15,05 điểm. Tuy nhiên, trận hòa trước Thái Lan ngày 19 tháng 11 nên tuyển Việt Nam đã bị trừ đi 1,99 điểm. Nhưng thầy chó Bang Sơ sẽ được cộng thêm 13 điểm cùng với số điểm tích lũy từ tháng trước là 1.245 điểm để có được 1.258 điểm, chính thức được tăng 3 bậc từ hạng 97 thế giới lên hạng 94 thế giới. Kết quả này sẽ được FIFA công bố trong tuần tới. Còn Thái Lan cầm hòa Việt Nam nhưng lại để thua Malaysia ở trận đấu trước đó nên bị trừ 14,7 điểm và bị tụt 4 bậc xuống hạng 113 thế giới. Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam vào vị trí thứ 14 châu Á. Trước đây đã vươn lên vị trí 15 châu Á để được xếp vào nhóm hạt giống số 2 chia bảng ở vòng loại World Cup khu vực châu Á. Như vậy là tuyển Việt Nam đã có một năm thi đấu ấn tượng ở vòng chung kết Asian Cup đầu năm nay cho đến các trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 một cách vững chắc khi bỏ xa các đội phía sau là Thái Lan hạng 113 thế giới, Philippines hạng 124 thế giới, Myanmar hạng 137 thế giới và Malaysia hạng 154 thế giới. Cuối cùng, tiền đạo Đăng Đa cho rằng Việt Nam thủ hay, Thái Lan hòa là hợp lý. Thilasiu Đăng Đa lên tiếng, Thái Lan chia điểm với Việt Nam là kết quả hợp lý, không thể chỉ trích Thiraton Bumathan. Giới truyền thông Thái Lan không hài lòng với kết quả một điểm và chỉ trích nặng nề hậu vệ trái Thiraton Bumathan, người đã đá hỏng quả phạt đền giữa hiệp 1. Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu Thilasiu Đăng Đa đứng ra bênh vực cho Thiraton, nhấn mạnh pha bóng này không phải nguyên nhân dẫn đến kết quả hòa. Thật không may, chúng ta đã có một số cơ hội rất tốt, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, Đăng Đa đã chia sẻ trước truyền thông Thái Lan. Công bằng mà nói, Thiraton không có lỗi. Cậu ấy đã ghi bàn trên sân tập và được cả đội tin tưởng. Một bàn thắng có thể thay đổi mọi thứ, không ai muốn kịch bản xấu diễn ra. Chúng tôi đã nói chuyện cùng nhau, tôi và các đồng đội khích lệ Thiraton rằng chúng tôi còn nhiều thời gian để giành kết quả tốt nhất. Điều quan trọng, dù không thể ghi bàn khi trận đấu kết thúc, nhưng Việt Nam cũng không thể gây tổn thương cho chúng tôi. Ở Mỹ Đình, Đăng Đa phải nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai liên tiếp và anh không thể dự trận đấu tiếp theo gặp Indonesia trên sân nhà vì án treo giỏ. Tiền đạo 31 tuổi này tuyên bố Thái Lan hòa trên sân Mỹ Đình là hợp lý vì những trận đấu với Việt Nam luôn không hề dễ dàng.
Đối với Việt Nam, trên sân khách không hề dễ chịu. Họ nhập cuộc với thế trận phòng ngự chủ động và chúng tôi không thể tạo khác biệt. Việt Nam vốn rất giỏi ở hàng phòng ngự, đây là điểm mạnh của dòng vàng và họ đã phát huy tối đa sức mạnh ấy trên sân nhà. Thực tế, sau nhiều lần đối đầu trực tiếp, tôi phải thừa nhận vượt qua hàng thủ Việt Nam không bao giờ là dễ dàng, dù đá sân nhà hay sân khách. Tila Siudanda đã kết luận như vậy và chia sẻ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.